Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ đến lớp bên anh đèn, bọn làng em rộn vang tiếng hát. Có một lớp học đặc biệt như lời bài hát diễn ra hàng đêm ở làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Cả thầy và trò cũng rất đặc biệt, khi cô giáo là công chức xã, còn học trò là những người phụ nữ Ba Na học làm mẹ, làm bà trước khi học con chữ. Trong lớp học đặc biệt ấy, người nhỏ tuổi nhất là 24 tuổi, còn người lớn tuổi nhất đã gần 70. Việt Nam quê hương ta. Tôi năm nay 70 tuổi. Tôi thích đi học lắm, không có nghi mời nào. Học biết biết tên mình, dù mình đau ôm thì vô bệnh viện thì mình có cái chữ để cũng biết. Đi học là vui lắm, vui nhất. Hồi xưa không có đi học nên không trả lời được câu hỏi của con, buồn lắm. Khi mà hội phụ nữ đi vận động thì rất là vui nên tham gia đi học luôn. Trời ơi trời, viên trời, đờ ép đẹp nắng đẹp. Đi học rồi biết viết tên mình. Đinh Chị Nhép. Mẹ ơi, tên này là chữ gì? Vui nhất là bây giờ được ngồi học cùng con, rất là vui. Cái o tròn trước cái dấu tròn á. Thì lúc đầu đi vận động rất là khó khăn. Anh cơm chưa chưa mẹ? Chưa, ô anh ăn rồi. Mẹ đi học nha. Đi học là kiếm cái chữ, mình viết cái tên được mình để mình ký cho nó dễ. Năm số bây chúc tôi hẳn đi học mùi giàu nè. Qua giải thích của mình cũng như cô kết hợp của cô giáo thì các cô đã hiểu được vấn đề là tham gia lớp học. Mình nhớ buổi đầu tiên bắt đầu lớp học là vào ngày 20 tháng 5 năm 2022. Rất là đông các chị, mình rất là vui. Khi mà các chị đọc qua bảng chữ cái, rồi các chị viết những cái nét chữ đầu tiên thì các chị lại hào hứng. Qua một thời gian triển khai thấy được cái hiệu quả đấy thì hội cũng muốn nhân rộng cái mô hình này trên các xã đồng bào dân tộc thiểu số ở trên toàn huyện. Mênh mông biển lúa. Việt Nam đất nước ta ơi. Mênh mông biển lúa đầu trời đẹp hơn. Cơ lơ óp à. Hello, upper the club.